Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Sức khỏe đời sống. Hôm nay chương trình đến thăm nhà bác sĩ Trần Giang Nam, Chủ tịch Hiệp hội Đông y huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Xin chào bác sĩ ạ. Dạ, thưa bác sĩ, là bác sĩ có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình được không ạ? Tôi là bác sĩ Trần Giang Nam, làm công việc ở Viện Nam Cổ truyền Việt Nam. Hiện nay tôi là chủ tịch hội Đông y của huyện, công tác và làm việc ở huyện Ứng Hòa cũng nhiều năm. Gia đình tôi thì đến giờ tôi làm thuốc là đời thứ tư, thế thường phát huy cái truyền thống của gia đình. Thì theo tôi được biết thì tỷ lệ yếu sinh lý và hiếm muộn ở Việt Nam đang tăng cao, thì theo bác sĩ là nguyên nhân do đâu ạ? Cái tỷ lệ yếu sinh lý và hiếm muộn hiện nay tăng cao là do hai yếu tố chính. Thứ nhất là do cái tuổi, tỷ lệ người già của Việt Nam đang tăng cao. Cái thứ hai là yếu tố liên quan đến cái thụ dâm. Cái này là một cái liên quan đến cái công nghệ khoa hiện đại, khi một con người tiếp xúc với nhiều cái hình ảnh và thanh niên ấy, thì có hay có tìm hiểu, thì từ cái thói quen của dân dẫn đến một tình trạng phân tích sớm. Thế còn cái thứ hai là bệnh ở người già, cái bệnh có do tuổi, ví dụ như là bệnh tại cơ quan sinh dục có, bệnh do toàn thân có, ví dụ như bệnh tiểu đường tăng cao. Các bệnh tiểu đường là một trong số những nguyên nhân yếu sinh lý rất là cao, tỷ lệ bệnh tiểu đường tăng cao rồi. Thì cái thứ ba nữa là gì, do cái sinh hoạt tình dục bừa bãi cũng là một cái dẫn đến một tình trạng rối loạn về chức năng cương dương. Thì bác sĩ có thể chia sẻ phương pháp bí quyết của mình để chữa bệnh sinh lý đang được không ạ? Mình có một vài thuốc điều trị rối loạn cường dương và yếu sinh lý ở nam giới, và bài thuốc này đã được truyền qua 3 đời, và hiện nay tôi đã nâng tầm lên làm bào chế ở cái dạng là học viên hoàn để cho mọi người dễ sử dụng. Có một số thành phần như nhục dung, ba kích và chân dương hoắc, cũng như một số thành phần khác nữa, sản dược khác nữa đã được bào chế ở dạng viên hoàn để cho anh em sử dụng một thời gian, một ngày dùng 20, mỗi lần dùng 20 viên, ngày dùng 3 lần, thì sau khoảng 10 đến 15 ngày đã cải thiện rõ rệt cái tình trạng giảm cứng và xuất tinh sớm của anh em. Bác sĩ thấy rằng là trong những vị thuốc của bác sĩ kê ra ấy, thì vị thuốc nào là cần nhất và nó bổ sung vào sức khỏe như thế nào ạ? Trong một cái bài thuốc ấy, thì không một vị nào là một cái vị tác dụng riêng biệt cả. Đây là sự phối hợp của tổng thể của nhiều vị thuốc cùng với nhau. Thì có những cái vị thuốc hỗ trợ về phần A, có những vị hỗ trợ phần B, nó thể tạo thành một cái sự tổng hợp để tăng cái sự hiệu quả nhất. Đấy. Nhưng mà sau đó thì có những cái vị như nhục dung, như ba kích, như dương dương hoắc là những cái tác dụng mà mọi người được công nhận, nó là cái bài thuốc là những tác dụng tốt để cho cái hỗ trợ yếu sinh lý ở nam giới.